Hôm nay, trường Trung học cơ sở Lư Cư Đôn long trọng tổ chức lễ tổng kết năm học 2022-2023. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý vị đại biểu, quý bậc phụ huynh cùng toàn thể quý thầy cô giáo, các anh chị công nhân viên và các em học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và xin được cảm ơn ông Nguyễn Đăng Thanh, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh. Chúc mừng cho các bạn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc năm học 2022-2023. Xin toàn thể chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho các học sinh giỏi của khối 6. Xin được trân trọng cảm ơn. Tiếp theo. Đề nghị toàn trường chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho các bạn học sinh giỏi của trường chúng ta. Xin được cảm ơn và chúc mừng các em, mời các em về chỗ. Đề nghị toàn trường dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho các bạn được học sinh giỏi trong năm học 2022-2023. Xin chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho các bạn học sinh khối 9 đạt được danh hiệu học sinh giỏi trong năm học 2022. Từng cỡ vậy, lớp 95, Trần Lộc Bình, Trần Thu Huyền, Hoàng Trung Hiếu, Tú Yên xin được chúc mừng 150 người lên sân khấu nhận thưởng những học sinh có tên sau. Đây là một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho công tác viên thư viện xuất sắc. Xin chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho các lớp tiên tiến, lớp của phong trào thư viện. Xin được cảm ơn Nguyễn Đăng Thanh rất nhiều. Chúc mừng các em, mời các em về chỗ và cảm ơn thầy Phạm Văn Thuận. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho em Bình cũng như là cảm ơn sự quan tâm rất lớn từ phía nhà tài trợ, đặc biệt đó là cá nhân ông Võ Văn Việt. Xin được trân trọng cảm ơn. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho các bạn đã được nhận vở trong buổi lễ tổng kết ngày nay. Xin được cảm ơn thầy Phạm Văn Thuận và ông Nguyễn Đăng Thanh. Chúc mừng các em.
Chúng em xin cảm ơn thầy cô đã phải vất vả sớm hôm với những bài giảng trên lớp, với những cô cậu học trò lúc thì chăm chỉ, lúc thì lại lười biếng, khinh nghịch. Những kiến thức thầy cô truyền đạt hôm nay là cho em vững chắc, là những khát vọng và hoài bão để chúng em hướng về một tương lai tươi sáng. Tất cả thầy và trò đã nỗ lực không ngừng, phấn đấu vươn lên trong giảng dạy, học tập và rèn luyện với ý chí quyết tâm cao nhất. Năm học này có nhiều học sinh đạt thành tích cao trong học tập.